Do tỳ khưu nói mình đã đắc thánh mà ngài lại nói được vị thánh tăng đã hết ngã rồi sao ngài vẫn cấm? Khi mình xin ai đó vật gì hay mình nhờ người khác giúp thì phước mình có tiêu giảm hay không? Thưa quý vị đó, thứ nhất á, là quý vị hiểu không có hết cái giới của tỳ kheo ha, có nghĩa là ngài cấm hàng tỳ kheo không có được tuyên bố các cái pháp thượng nhân, có nghĩa là cái sự chứng đắc thiền định, cái sự chứng đắc thánh đạo thánh quả với người không phải là tỳ kheo. Có nghĩa là nếu như giả sử như mà sư chứng đắc một cái gì đó, một cái cục kẹo, cục đường gì đó, thì quý vị chưa phải là tỳ kheo thì sư không có được nói với quý vị. Tại sao vậy? Tại vì để thứ nhất là ngài thương tưởng các cái hàng hậu bối sau này, những cái hàng tỳ kheo sau này, những cái vị phàm đó, các vị đó không có chứng đắc gì hết đó, thì người ta sẽ đánh giá, người ta nói là thời xưa đó thánh tăng đầy, các vị có thần thông đầy đó, mà thời nay thì mấy ông tu sao đó, mấy ông tu dở quá, không có chứng đắc gì hết. Cho nên vì cái lòng thương tưởng cho nên là Đức Phật cấm không có khoe cái pháp thượng nhân. Chứ còn nếu như mà tỳ kheo với nhau á, thì có thể nói. Nhưng mà nói là trên cơ sở là mình có nha, chứ không phải nói trên cái cơ sở là mình nói dốc. Nói dốc là đứt giới tỳ kheo ngay lập tức. Đấy. Rồi tại sao mà ngài lại nói, có nghĩa là ngài cấm người khác mà ngài lại nói? Tại vì nói theo cái kiểu thế gian là ngài là người chế luật, mà tại sao ngài không có theo? Thì xin thưa đó, tại vì ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, cho nên ngài được xem là ngoại lệ. Giống như là một vị vua ban hành ra một cái luật là tất cả mọi người ở trong cái vương quốc này khi sinh ra là phải nộp thuế, thì khi mà nhà vua tuyên bố như thế thì mặc định mặc nhiên là nó ngoại trừ ông vua ra, ông vua không có lý gì mà ông lại đi nộp thuế. Đấy. Hoặc là khi mà có nhà vua đi hành quân thì nhà vua nói là tất cả đàn ông trong đất nước này là phải tòng quân. Thì khi mà nhà vua nói như vậy thì mặc định là nó không bao gồm nhà vua. Cũng vậy đó, khi Đức Phật tuyên bố một cái giới luật nào đó thì mặc định là nó không bao gồm ngài. Bởi vì đó, bản thân ngài chính là giới luật. Và nói tại sao mà các hàng tỳ kheo là phải theo mà ngài không cần phải theo, tại vì xin thưa đó, chúng ta đừng có so sánh. Ngài là một vị chánh đẳng chánh giác, khác mình ghê lắm, khác một trời một vực. Đấy. Đó. Rồi vị thánh tăng không còn hết ngã rồi sao ngài vẫn cấm? Thì như sư nói đó, tại vì đó các ngài có lòng thương tưởng cái hàng tỳ kheo phàm sau này, hàng tỳ kheo phàm sau này đó cũng không có chứng đắc gì hết, thì người ta sẽ nói là không có tu hành gì, hoặc là người ta sẽ đánh giá cái giáo pháp này là không có tác dụng gì. Cho nên vì cái lòng thương tưởng thành ra là ngài không có cho hàng tỳ kheo là
công bố các cái sự chứng đắc của mình đối với người mà chưa phải là tỳ kheo đó. Cho nên thời nay mà một người nào đó mà dám tuyên bố với người mà không phải tỳ kheo là ta chứng cái này ta chứng cái kia, là nhất là chứng thánh. Khi mà một người mà tuyên bố với người không phải tỳ kheo là họ chứng thánh mà họ dám nói ra đó, trực tiếp hoặc gián tiếp, là chắc chắn là người đó không có chứng. Tại vì nếu như mà vị đó chứng thánh, đặc điểm của một vị thánh đó là gì? Luôn luôn tuân thủ các cái giới hạnh mà Đức Thế Tôn đã ban hành, dù cho có phải hy sinh tính mạng vị đó cũng không bao giờ phạm giới. Đấy, mà có nghĩa là mà nếu như mình phạm giới mà do Đức Phật chế ra, có nghĩa mình không phải ông thánh. Mà mình không phải ông thánh mà mình dám tuyên bố mình là ông thánh thì có nghĩa là mình đứt giới tỳ kheo ha.